xoay và ở tác động trực tiếp vào các cái bộ phận ngoài ra thì với cái chiếc này thì không chỉ sử dụng ở cổ đây như các bạn có thể thấy này thì với cái con năn là nó sẽ tác động là trực tiếp sâu vào cổ chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của ngọc gia ban trong video ngày hôm nay thì ngọc gia ban muốn giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm đến từ thị trường nội địa nhật rất là hữu ích dành riêng cho những người thường xuyên bị đau về cổ vai gáy hoặc là đau nhức xương khớp ở một số bộ phận trên cơ thể người. Và với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay mà Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là những cái chiếc đai massage cổ với cái mức giá rất là tốt chỉ khoảng từ 1 cho tới 2 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu được những cái chiếc đai này để có thể phục vụ cho cái việc mà các bạn chăm sóc sức khỏe đơn giản ngay tại nhà và cũng như là nó rất là tiện ích khi mà chúng ta vừa đi làm vẫn có thể sử dụng được ngày hôm nay thì ngọc gia ban có rất là nhiều các cái dòng đai massage cổ ví dụ như là ở đây thì ngọc gia ban có những cái mẫu màu nâu này bản này thì nó sẽ chuyên về các cái động tác về cổ nhá thì bản này nó sẽ không sử dụng được cho các cái bộ phận khác nhưng mà ở đây thì ngọc gia ban có thêm những cái mẫu như là về chất liệu bằng da này đây như cái chiếc màu cam này hoặc là như ở đây bên cạnh thì có một cái chiếc giống màu cam là cái chiếc này làm bằng chất liệu bằng vải thì với hai chiếc này thì nó sẽ chuyên về các cái động tác đấm như chiếc mà bạn nhân viên của Ngọc Gia Ban bạn ấy đang sử dụng đây thì chiếc này nó sẽ chuyên về cái động tác đấm nếu như mà ai không thích về cái phần con năn nó làm massage hoạt động êm ái mà chúng ta muốn tập trung vào các cái động tác đấm thì cái mẫu này nó sẽ tương tự là nó mô phỏng cho các cái động tác đấm ở giữa ở con người với cả ở con người thì chúng ta đều có thể hoàn toàn là di chuyển được cái mẫu này ví dụ như là ai mà thích đấm ở bả vai thì chúng ta có thể là để ở bả vai ai mà thích ở phần ở thắt lưng thì chúng ta có thể di chuyển xuống cái phần thắt lưng để có thể uh, sử dụng như thế này. Thì với cái động tác đấm nó sẽ phục vụ cho các bạn ở đúng cái phần ấy thắt lưng. Bộ phận thắt lưng thì cũng là một trong những cái bộ phận mà nếu như mà các bạn ngồi nhiều nó cũng sẽ rất là đau hoặc là chúng ta làm lao động nặng cúi thì uh, thắt lưng cũng là một trong những cái bộ phận chịu cái lực tác động rất là mạnh. Hoặc là nếu như mà bả vai, bả vai hoặc là cổ mà thường xuyên là chúng ta làm cái công việc văn phòng hay là chúng ta cúi nhiều thì cái phần cổ và bả vai nó cũng sẽ rất là mỏi thì các bạn có thể lần lại chuyển lên ở trên này để chúng ta có thể massage và cho cái máy nó vận hành cái động tác đấm chuyên sâu vào cái phần cổ ngoài ra thì trong cái quá trình mà các bạn sử dụng muốn nực nó mạnh hơn thì các bạn có thể đút cái phần tay vào đây đấy như bạn nhân viên của ngọc gia Ba này thì bạn ấy sẽ đút cái phần tay vào đây và kéo cho cái con 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 ăn đấm ở bên trong ấy để nó phục vụ được sâu hơn Ngoài ra thì các bạn có thể là tăng giảm cái lực mạnh nhẹ ở đây. Đây như các bạn có thể là tăng giảm lực mạnh nhẹ ở đây này. Đấy, như các bạn có thể thấy này. Thì ngọc giá ban lại chuyển lên mức 3 này. Khi mà chuyển lên mức 3 thì cái phần đai nó đấm nó rất là mạnh nhá. Đấy, còn nếu như mà ai mà muốn lực nhẹ hơn thì chúng ta có thể chuyển về lực nhẹ hơn. Hoặc là chúng ta có thể là đổi về cái cách mà cái con nó nó đấm. Một là nó đấm liên tục, hai là nó đấm uh, đảo chiều tức là nó đấm đảo bên trái đảo bên phải thì đấy là về cái công dụng của cái đai massage là nó hoạt động bằng cái động tác đấm như vậy phù hợp cho những ai thích ưa lực mạnh và chắc chúng ta muốn trải nghiệm cái cảm giác nó được mạnh hơn còn ngoài ra nếu như mà các chị em phụ nữ mà thích cái lực chuyên sâu hơn ở phần cổ đấy thì chúng ta có thể chuyển sang cái đai màu nâu này thì với đai màu nâu này chúng ta có thể điều chỉnh về cái lực mạnh nhẹ đây như các bạn có thể thấy này thì ở cái phần đai màu nâu này nó sẽ hoạt động là cái con năn nhá nó có cái độ dài của cái con năn nó nhô là tầm 5 cm thì với cái độ này thì nó sẽ tạo ra một cái điểm chạm sâu hơn để tác động vào cái phần cổ vai gáy như mẫu này thì nó sẽ chỉ sử dụng được tập trung vào phần cổ thôi và nó không sử dụng được thêm các cái phần bả vai bởi vì cái thiết kế của cái con này thì nó sẽ ôm sát hơn ở cái phần cổ ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn thích cái chức năng ấm hơn sưởi ấm hơn để cho các cái phần mạch máu của chúng ta ở đây được giãn nở thì các bạn có thể lựa chọn cái phần tính năng sưởi hồng ngoại ở đây mà chúng ta bật lên thì là cái đèn ở đây nó sẽ chuyển sang màu vàng thì đây chính là cái hệ chức năng sưởi của nó để giúp cho các cái phần mạch máu của chúng ta cũng như là các cái phần huyệt đạo ở đây nó được giãn nở lưu thông khí huyết hơn ở phần cổ phần cổ cũng là một trong những cái bộ phận rất là mỏi nha các bạn nhé đai màu nâu thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được tập trung là ở phần cổ thôi nhưng mà ở đây thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục có thêm một cái đai màu đen Thì với cái đai màu đen này Nó vẫn sử dụng là các cái con năn để có thể xoay Và ở tác động trực tiếp vào các cái bộ phận Ngoài ra thì với cái chiếc này thì không chỉ sử dụng ở cổ Đây như các bạn có thể thấy này Thì với cái con năn là nó sẽ tác động là trực tiếp sâu vào cổ Các cái con năn nó sẽ thay nhiệm vụ đảo chiều Con này đảo xong rồi dẫn tới là cái con kia đảo Và với cái chiếc đai màu đen này thì không chỉ là sử dụng được ở phần vai Hay là phần cổ mà chúng ta có thể di chuyển được tất cả các cái vùng bộ phận Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng được về phần giữa nưng này hoặc chúng ta có thể dịch xuống một chút là chúng ta massage được dưới phần thắt nưng này hoặc nếu như mà ở các bạn mà thường xuyên mà hay đi đá bóng thì chúng ta có thể sử dụng được thêm một phần đùi đây như đây thì bạn nhân viên của Ngọc gia ban bạn ấy sẽ ngồi tạm nhé Còn nếu như mà chúng ta mà muốn thoải mái thư giãn hơn thì vừa có thể nằm ra và vừa có thể để cái đai này nó ở trên đùi đây như các bạn có thể thấy này nó massage nó rất là sâu đây như những con nan này nó ấn vào này đấy như những con nan nó ấn này đấy nó ấn và nó miết hết các cái phần cơ thì với uh, những người uh, với những uh, anh đàn ông mà hay đi đá bóng ấy thì thường xuyên là sẽ bị đau bắp ở bên dưới hoặc là đau bắp ở bên trên thì chúng ta có thể là sử dụng những cái này nó rất là tiện nhá nó rất là tiện chúng ta vừa có thể là đi du lịch này vừa có thể ngồi trên ô tô này vừa có thể là ngồi đi cà phê này hoặc là chúng ta có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi đặc biệt là những cái chiếc này khi mà ngọc gia ban nhập được về thì nó vừa sử dụng được nguồn điện 100 và nó vừa sử dụng được nguồn điện 220 đến 240 thoải mái nên là chúng ta ngồi ở đâu bất kỳ đâu chúng ta cũng đều có thể sử dụng được những cái chiếc đai này và ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều các cái chức năng ví dụ như là chức năng đảo chiều này tức là cái con ăn nó sẽ hoạt động ngược trở lại hoặc là chúng ta có thể là tăng độ mạnh nhẹ của cái con ăn ngoài ra thì với cái phiên bản này nó cũng có thêm cái hệ thống sửa ấm hồng ngoại đây như các bạn sẽ bật cái nút này thì là cái phần ấy con ăn ở phía đằng bên trong này là nó sẽ có cái đèn sáng như thế này với những cái chiếc đai ngày hôm nay mà Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn chỉ với mức giá là từ 1 cho tới 2 triệu đồng các bạn có thể là thoải mái lựa chọn một là chúng ta thích những cái nực chuyên sâu mềm mại hơn và tập trung cho vùng cổ thì các bạn có thể lựa chọn cái chiếc màu lâu này nếu như mà các bạn muốn lựa chọn những cái chiếc đai massage mà nó sử dụng được toàn thân và chuyên về cái động tác đấm mạnh và chắc thì các bạn có thể lựa chọn sang những cái mẫu như là cái mẫu đai màu xám này hoặc là cái đai màu trắng như vừa bạn nhân viên của ngọc gia ba sử dụng hoặc là chúng ta có thể là đẹp bắt mắt hơn một chút thì các bạn có thể lựa chọn sang những cái dòng da như thế này và nếu như mà các bạn muốn lựa chọn những cái dòng mà nó có thể là sử dụng được cho cả toàn thân các bạn có thể lựa chọn sang cái đai màu đen như thế này thì uh, bên cạnh về cái công dụng của nó thì một uh, một trong những cái điểm rất là tinh tế của người Nhật đó chính là họ thiết kế thêm những cái miếng nốt như như thế này nhá các bạn nhé thì khi mà họ thiết kế thêm những cái miếng nốt như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trong cái việc vệ sinh hơn đặc biệt là khi mà phủ cái miếng nốt này vào và chúng ta sử dụng thì cái miếng nốt này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với cái phần cổ của chúng ta thì khi mà cái phần cổ của chúng ta mà hoạt động và sử dụng máy một thời gian thì là nó sẽ thấm mồ hôi vào đây và nó sẽ không thấm vào máy vì vậy là trong cái việc mà chúng ta vệ sinh được uh, những cái tấm nốt này nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn vừa đảm bảo cho cái việc vệ sinh cho máy và và cũng như là đảm bảo cái vệ sinh an toàn cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng lâu dài với những cái tấm như thế này thì nếu như mà các bạn không thể uh, có thời gian giặt được tay thì chúng ta có thể là vò qua xà phòng hoặc là chúng ta vứt vào máy giặt rất là nhanh và nếu như mà các bạn có cái nhu cầu sở hữu được một cái chiếc đai massage để phục vụ cho chúng ta trong cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng như là cải thiện tình trạng mệt mỏi có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555.